Và đó cũng là điều mà thí sinh đầu tiên đang làm trước ban giám khảo ngay bây giờ. Em là Huỳnh Lệ Huyền ạ. Em đến từ Vũng Tàu, năm nay em 20 tuổi. Sau đây em xin hát bài Quán Cũ. Các mẹ. Bên ly cà phê khóe môi xinh như hé cười, quanh em mùa thu đến cùng ngày mới. Từng dòng người vội vã theo hè đã xa rồi. Khi em nhìn anh chìm vào trong đôi mắt, ánh mắt ấy xua tan những ngày nắng hè chói chang. Bầu trời xanh như hát với em cùng quán quen. Quán cũ ấy thân thương đồng vui cùng khói thuốc bay. Vẫn ánh mắt vui cùng anh, mây tan trong mắt em. Em xinh á, em dễ thương. Và khi mà em cười á, là em lại càng xinh. Đó, nhưng mà khi mà em hát á, cái miệng của em, cái khẩu hình của em mở nó bị loàm nhoàm quá. Em cảm nhận đây này, khi mà nói chuyện, nếu mà em cứ liên tục thế này, em có nhìn thấy được gì không? Đúng không? Hoặc là em nói chuyện mà ôi em nói anh nghe này đối với em hiểu không? Yeah. Nó sẽ không sắc nét mà nó gây không... cho người ta cảm giác khó khăn. Khó khăn, khó chịu và đồng thời rằng là nó cũng nó bị nghè nghẹt, nó không ra. Đó, cho nên là cái này là một cái mà phải suy nghĩ đấy, suy nghĩ, tức là phải là bây giờ là chị là Thu Minh có tuyên thệ là chị có thể sửa được cái đó không? Cái gì vậy? Bắt tôi tuyên thệ hoài không này. Bây giờ em coi thử. Em cũng thấy cũng rất là nhiều người kiểu như vậy, có ngoại hình hát cũng được, thật ra được hơn em á, nhưng mà họ cũng mềm bền, họ cũng không có bật hẳn. À, thì đó anh nghĩ là có ngoại hình hát cũng tạm tạm, chỉ khi thành công mà họ có thật sự có cá tính, có một cái tìm một cái phong cách nó hấp dẫn. Một là nó dễ thương thì thật là dễ thương, mong manh thật là mong manh. Hai là nó phải sexy, mạnh mẽ luôn. Còn em thì hiện nay là nó đang bị không có rõ ràng. Nếu mà cho em tự định hình phong cách của mình, một cái hình ảnh của mình thì em sẽ nói gì? Dạ, phong cách của em là em vừa đàn vừa hát ạ. Mình đang theo học ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chuyên ngành sư phạm âm nhạc. Từ lúc bắt đầu học nhạc, mình đã may mắn học hỏi được nhiều thầy cô. Và thầy dạy piano cũng như cô dạy thanh nhạc đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều trên cái con đường định hướng âm nhạc của mình. Và mình cảm thấy nghề giảng viên âm nhạc thật sự là một nghề rất thiêng liêng. Mình rất muốn sau này trở thành giáo viên dạy nhạc, có thể dạy đàn và dạy hát cho các em nhỏ. Được thấy các em hát và đàn cảm thấy rất là hạnh phúc. Thử cái thế mạnh của em là vừa đàn vừa hát đi xem nào. Ừ, mời em nhé. Khuyến mãi cho ban giám khảo. Giang heo mai cho bóng cây lạnh đầy, người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày. Những ngày đợi chờ, đợi người trong cơn mơ, trong mắt ngây thơ, trong nắng vu vơ. Nhớ khói bay lạc vẫn vương, cho hơi ấm lên môi cười. Lúa sương kín nhẹ vây ngập trường, làn mây yêu thương vương trong hôn em. Thôi, anh Kiều có tiết mục rồi đấy. Anh Kiều thôi, tiếng Kiều chọn dạ. Đi. Dễ thương mà. Dễ thương mà. Dạ, em có nhiều bài nhưng mà giờ em chỉ sực nhớ cái bài đó. Ok, cái đó là một cái điểm cộng của em, rất là dễ thương cái tiết mục vừa rồi. Nhưng mà nếu mà em muốn làm ca sĩ thì em phải lúc nào cũng suy nghĩ cái giọng hát mình là nó chính ha. Dạ. Và cái đàn nó phải phù với mình. Dạ. Chị nói thật, cái này là quan điểm riêng của chị nhé. Có thể là một cái điều gì đó là cho riêng bản thân chị thôi, thì chị sẽ không thỏa mãn. Anh thì anh chọn em. Anh thì cũng có cái suy nghĩ của chị Thu Minh là thực ra cái khả năng hát của em ấy thì nó vẫn còn hạn chế. Nhưng anh tin chị Thu Minh
sẽ giúp đỡ được em, cho nên là anh cũng chọn em. Ok, chúc mừng em. Chúc mừng em. Đây. Upa. Kde. Dạ, em sẽ cố gắng để nhớ những lời khuyên của anh chị. Ok, khi mà em vào vòng trong rồi nhá, đừng phụ lòng hai anh đầu tiên nhá. Dạ. Và đừng làm chị mệt mỏi. Em cứ phải bám là chị thông minh. Dạ. Dạ, chị phải sửa cho em cái khẩu hình hát của em đó. Dạ. Nhà chứ không thôi là phí một cái gương mặt xinh xắn. Dạ. Ok. Chúc mừng em. Vâng. Đến với chương trình Việt Nam Idol, có thể đây sẽ là một cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình. Mình sẽ có thể bước tiến xa hơn trên con đường âm nhạc.